Ngô Hoàng xin chào quý cô chú anh chị. Hiện tại Ngô Hoàng đang có mặt tại góc ngã tư giữa đường chiến lược và đường Bình Trị Đông của chú anh chị ha, ngay chỗ góc ngay chợ luôn này cô chú anh chị. Thì Ngô Hoàng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà nằm ở trên đường chiến lược thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Nhà mình thì thuộc một sẹt của đường chiến lược nha cô chú anh chị. Và ở đây là hiện tại em là vị trí là đường chiến lược này cô chú anh chị ha. Thì cái hướng này là cái hướng để mình đi về bên khu Mã Lò nha cô chú anh chị ha. Nhưng mà chiến lược của mình nó là chiến lược nằm ở gần ngay chỗ chợ Bình Trị Đông, chứ không phải là chiến lược ở bên Mã Lò khúc bên kia của chú anh chị. Đó, vị trí ngôi nhà của mình thì một sẹt của cái đường này của chú anh chị ha. Thì cái căn nhà mà Nguyễn Hoàng sắp review cho cô chú anh chị mình á, mức giá chủ đang ra bán là 2 tỷ 150 triệu. Giá này là chủ đã giảm rồi cô chú anh chị ha, đã giảm rồi, giảm xuống giờ chỉ còn có 2 tỷ 150 triệu thôi. Nhà có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng đầy đủ hết. Mua bán thì mình ký công chứng sang tên của chú anh chị ha. Ở nhà mình thì ngang là 4m4 và chiều dài là 5m2 của chú anh chị. Kết cấu thì một trệt một lầu. Ở đây thì vị trí kinh doanh buôn bán nè. Thì cô chú anh chị nào mà mình đang có thường xuyên ở đây thì mình cũng sẽ biết cái khu vực này buôn bán tấp nập rồi. Nếu mà mình thấy cái căn nhà này phù hợp đó, thì cô chú anh chị mình có thể về đây mình ở, mình có thể thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển ra mua sắm ha, mua lương thực thực phẩm nha cô chú anh chị. Nhà mình thì hiện tại đang thuộc hẻm 330 của đường chiến lược của chú anh chị ha, là mình sẽ rẽ tay phải đi vào nha. Hẻm 330 phía trên này nè, ngay chỗ góc bán thịt heo rồi của chú anh chị. Ở mình rẽ tay phải vào nè. Đây 330 hẻm này ha, hẻm này hẻm 330 nè. Hẻm này là hẻm thông nha quý anh chị. Vô bên trong thì sẽ có ngã tư. Quý anh chị mình rẽ tay trái thì mình thông ra Mã Lò, thông ra Hương Lộ 2. Còn rẽ tay phải thì mình thông ra lại các đường của đường chiến lược ha. Thông ra lại một sẹt của đường chiến lược tiếp nha quý anh chị ha. Đây góc ngã tư này nè. Ở ngã tư này thông nè, hai bên đều thông nè. Căn nhà của mình thì lên trên tí nữa là mình sẽ gặp cái ngã tư của chú anh chị. Ngã tư bên trên là vị trí ngôi nhà của mình. Đây căn nhà mà Nguyễn Hoàng sắp review cho của chú anh chị mình là căn này ha, một trệt một lầu ha. Đường cái là cái đường này nó rộng 6m nha của chú anh chị. Đường này nè ha, đường này hiện tại đang là rộng 6m. Khu vực này thì buôn bán cũng được ha. Ở vị trí là hiện tại đang có mở tiệm tóc nè, và bán quán cơm nè. Họ bán quán cơm ở khu vực kia nè. Hẻm này thì hẻm cục nha. Hẻm này hẻm cục. Hẻm này hẻm thông nè. Hẻm này mình đi lên tí là mình sẽ rẽ phải là mình thông ra 704 của đường Hương Lộ 2, mà mình đi cuối đường luôn á, mình thông ra 132 của đường Mã Lò nha. Hẻm thông là mình thông ra 344 của đường chiến lược luôn. Ở nhà mình là vị trí là một sẹt nha, một sẹt của đường này nha cô chú anh chị. Ở thì giờ cũng Hoàng sẽ review vào bên trong cho cô chú anh chị mình xem nha. Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà nằm ở đường chiến lược ha, thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Thì vị trí ngôi nhà của mình đó là nhà hẻm thông nha cô chú anh chị. Và trước mặt của chú anh chị mình đó, đây là cái con đường bê tông nè ha. Và cái hướng này là cái hướng để mình đi ra ngoài đó, là mình sẽ đi ra bên hẻm 704 của đường Hương Lộ 2 nha cô chú anh chị. Mình ra một sẹt của đường Hương Lộ 2 của chú anh chị ha. Ở đây thì xây dựng nhà cao tầng rất là cao luôn, xây một trệt ba lầu luôn nè cô chú anh chị. Khu vực này ha. Đó, thì cái hướng này là mình sẽ đi ra đường Hương Lộ 2, 704 Hương Lộ 2. Còn cái hướng này là mình sẽ ra vị trí là một sẹt của đường chiến lược nè. Hướng này ha, mình ra một sẹt của đường chiến lược. Còn cái vị trí này nè, vị trí này thì cô chú anh chị mình sẽ đi về hẻm 132 của đường Mã Lò nha. Đó, mình ra 1232 Mã Lò. Thì cái vị trí ngôi nhà của mình đó là nó sẽ nằm ở ngay cái đoạn đằng kia kìa.
đó thì tí nữa Nguyễn Hoàng sẽ lại đó mà review cho cô chú anh chị mình. Thì hiện tại căn nhà này chủ đang giảm xuống nha cô chú anh chị, giảm giá đó, giảm giá của chú anh chị ha. Và hiện tại thì giá mà chủ đang rao cho bên Nguyễn Hoàng đó là 2 tỷ 150 triệu nha cô chú anh chị. Nhà mình thì hẻm thông ha, ở đây thì mình thông tứ tung, thông dạng bàn cờ của chú anh chị ha. Và khu vực này thì đường trước nhà của mình đó là đường rộng 6 mét nha cô chú anh chị. Cái hướng này của chú anh chị mình sẽ ra được 310 của đường hướng chiến lược nè. Rồi rồi các hẻm mà thông thông ra đó là mình đi lên đó là rất là nhiều cái con hẻm thông ra bên tay cha phải nha cô chú anh chị. Thì khu vực này là đường rộng 6 mét ha. Còn cái vị trí mà trước nhà này là đường rộng 4 mét của chú anh chị mình nha. Nhà mình thì cả căn góc nha, căn góc hai mặt tiền hẻm nha, hai mặt tiền hẻm. Ở mặt tiền bên này thì 6 mét, mặt tiền bên này thì 4 mét. Khu vực này thì cô chú anh chị mình có thể kinh doanh buôn bán nhỏ được ha, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nhỏ tuyệt vời. Đó thì khu vực này ở đây thì cũng có làm mở tiệm tóc nè, tiệm nail nè cô chú anh chị, rồi bán quán cơm nè ha, rồi bán tạp hóa rồi, đầy đủ hết. Đó, khu vực này thì mình ra một sẹt của đường chiến lược nè, mình ra tới vị đó, mình ra một sẹt của đường chiến lược ha, ra tới vị trí đằng đó nha. Đó, ra ngoài đó thì cô chú anh chị mình rẽ phải thì mình đi về bên mã lò, rẽ trái thì mình đi về bên chợ bên Bình Trị Đông nha. Đó thì cái căn nhà Nguyễn Hoàng review đây. Thì bên hông này thì sẽ không có ban công, ở mặt tiền này thì sẽ có ban công nha cô chú anh chị. Ban công thì chủ cũng có làm lan can nè, khung sắt nè ha, đầy đủ hết. Phía trước thì có ô cửa sổ ha, hai bên. Bên hông này thì chủ chỉ có làm cái ô thông gió nhỏ nhỏ ở phía sau này thôi cô chú anh chị nha. Rồi cái bạc quay thì hai bên thì chủ để lại hết nha cô chú anh chị. Bạc quay thì để lại hai bên hết ha. Thì bây giờ ở ngoài sẽ vào bên trong để review cho cô chú anh chị mình. Thì chủ cũng có làm một cái khung sắt để cho cô chú anh chị mình lên xe nè, mình lên xe ở khu vực này nè ha. Cửa thì chủ xài là cửa sắt nha. Sắt có lá nha cô chú anh chị. Đó, khu vực cửa sắt có lá đây. Đó, vào bên trong nhà mình đây. Nhà mình thì bề ngang á, tính từ bên kia là ngang của nhà mình nó là 4m4. Và trải dài vô đây là 5m2 của chú anh chị nha. Ở ngang cái khu vực này nè. Ở nhà mình thì tính từ cái vị trí mặt tiền này nè của chú anh chị. Ở mặt tiền này mình đi vô nè, 4m4 trải dài vô 5m2. Gạch thì ốp cao ráo xung quanh lên là 4 viên gạch của chú anh chị. Ở bên trên thì hệ thống đèn led nha. Ở chủ thiết kế hệ thống đèn led nè, đèn led âm trần và một hệ thống đèn hộp nha của chú anh chị. Ở trần thạch cao, hoa văn rất là đẹp nha. Ở nhà có hai lớp cửa chính và một lớp cửa bên hông buôn bán nữa. Nói chung là hai lớp cửa. Ở đây thì cô chú anh chị mình buôn bán được nè. Ở đây thì cũng có một cái đường ống nè để mình để máy giặt ở đây nè, hoặc là mình để máy giặt ở đây. Nếu mà mình mở về tiệm tóc, tiệm spa, tiệm nail gì đó thì mình cần cái đường ống á, thì ở đây khu vực này chủ cũng có thiết kế thêm một cái đường ống nữa để cho mình sử dụng ha, hai cái. Ở còn khu vực trước, phía trước của nhà mình đây. Ở hệ thống tủ ha, tủ trên tủ dưới đầy đủ hết của chú anh chị. Rồi bề mặt thì bằng đá hoa cương nè. Rồi bồn rửa chén thì inox 304 sau lồng ha. Ở tủ thì tủ gỗ, có kệ thờ ông táo luôn nè. Nhà mình thì một phòng ngủ, một toilet nha cô chú anh chị. Ở bên trên thì cô chú anh chị mình có thể làm được hai phòng nha, nhưng mà hiện tại thì chủ đang để một cái phòng bự, cô chú anh chị mình về mình ngăn vách nhôm ra thôi. Ở cùng khu vực này là khu vực toilet của nhà mình đây. Cửa thì xài cửa nhôm nha. Ở gạch thì ở bên trong toilet thì ốp cao ráo lên tới bên trên trần luôn cô chú anh chị ha. Ở cầu thang của nhà mình đi lên đây. Ở bên trên đây thì sẽ có một cái phòng nhôm nè cô chú anh chị, nhôm kính ha. Phòng này là phòng nhôm kính nè cô chú anh chị. Đây phòng nhôm kính của nhà mình đây. Ở bên đây thì về xung quanh thì chủ cũng có làm cái khung bảo vệ nè. Ở khung sắt nè. Dạng như cái kiểu hồi xưa ở đây là cái lan can, cái tay vịn, nhưng mà giờ chủ làm cái nhôm kính xung quanh hết luôn rồi. Làm một cái phòng bự luôn. Đây khoảng không gian phòng bên trên của nhà mình đây cô chú anh chị. Rất là rộng luôn cô chú anh chị. Khu vực này thì cô chú anh chị mình về ngăn ra hai phòng là dư sức ha. Ở bên tay trái này thì có ô kính nè, ô kính lấy ánh sáng nè.
Phía trước thì có ô thông gió là của chúng chị. Ở khu vực thông gió phía trước ha. Đó, nhôm sinh pha, xài bằng nhôm sinh pha của chúng chị. Nhà thì chủ để lại cho cô chú anh chị mình cái máy lạnh nha. Ở máy lạnh này xài rất là tốt cô chú anh chị nha. Có inverter đàng hoàng luôn cô chú anh chị. Khu vực này thì rộng rãi nè. Ô cửa sổ nè, ô cửa chính nè ha. Rồi hệ thống đèn led ở bên này thì đèn led 1 tiếp 2. Ở bên trên thì hệ thống đèn led âm. Nói chung là nhà thì chủ tân trang hệ thống đèn cực kỳ nhiều luôn. Để cho sáng cái ngôi nhà của chú anh chị. Mình ở nhà phải sáng sủa ha. Đó, bên này thì có khung bảo vệ này, có cửa sổ nè ha. Bên này thì một lớp cửa chính đây. Phía trước của nhà mình thì cũng có một khoảng không gian ban công để cô chú anh chị mình sử dụng ở phía trước này. Đây ban công mình nó khoảng có 2 viên gạch nha. Gạch này gạch 40. Ở 2 viên thì khoảng có chừng là 8 tấc ha. Đó, khung sắt. Đó, lan can là bằng sắt nha cô chú anh chị, có khung bảo vệ ha. Đó. Ở đây thì chủ để cục nóng ở khu vực ngoài này nè. Cục nóng của mình thì chủ để ngoài đây. Lan can tay vịn bằng sắt của chú anh chị. Xung quanh thì chủ ốp nhựa lên nè, ốp nhựa xung quanh lên. Ở bên trên luôn, rất là đẹp luôn. Phía ngoài này cũng có một cái hệ thống đèn led nữa nè. Đèn led hộp ha cô chú anh chị. Ở khu vực này buôn bán được nè. Cô chú anh chị nào mình về mình có thể buôn bán ở đây, hoặc là mình bán hàng online cũng dễ ha. Shipper chạy vô lấy nó cũng thoải mái, với lại vận chuyển đồ nó cũng thoải mái. Hẻm này cô chú anh chị mình đi xe hơi được nha. Hẻm này đi xe hơi ra được luôn. Hẻm này cô chú anh chị mình đi được luôn nha cô chú anh chị. Ở đây là một sạc mình đi xe hơi được luôn ha. Nhưng mà nếu mà mình đi á, mình đi cái hẻm 704 Hương Lộ 2 mình đi vào á, thoải mái luôn. Cô chú anh chị mình đi xe hơi thoải mái luôn ha. Tại nó rộng quá cô chú anh chị. Còn hẻm này là hẻm cục nè cô chú anh chị. Hẻm bên này là hẻm cục ha. Hẻm này vô bên trong là cục nha. Còn phía bên ngoài này á, góc này á cô chú anh chị mình, bên này thông nè, bên này thông, hai bên đều thông hết. Thì cái căn nhà này á, chủ đang rao bán với mức giá là 2 tỷ 150 triệu của chú chị ha, là chủ đã giảm giá rồi nha của chú chị. Đợt trước là chủ kêu với mức giá là 2 tỷ 2, nay chủ giảm chỉ còn 2 tỷ 150 triệu thôi. Nhà mình thì ngang 4m4 và chiều dài vô trong là 5m2, kết cấu thì một trệt một lầu, gồm một phòng ngủ bự và một toilet nằm ở dưới tầng trệt. Nhà có sổ hồng riêng của giấy chủ quyền hồng. Nhà thì đang có hai cái hướng. Hướng này là nhà mình là hướng nam. Còn hướng bên này là hướng tây nha cô chú anh chị. Đó, hướng này hướng tây, hướng này mình hướng nam ha. Đường trước nhà mình nó là một bên nó là đường rộng 6m và một bên là đường rộng 4m ha. Đó, nhà có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng mua bán, ký công chứng sang tên lúc nào cũng được. Và nhà có hỗ trợ vay ngân hàng luôn, cô chú anh chị nào muốn vay ngân hàng vay được luôn ha. Và hiện tại thì chủ cũng đã vay và xóa xác chấp rồi. Và hiện tại thì nhà mình là sổ đèn ở nhà của chú anh chị ha. Mua bán thì mình ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Rồi cô chú anh chị nào có quan tâm thì liên hệ của Hoàng với số điện thoại 0799 211 363 nha, và 0937 559 757 để Hoàng sẽ qua mở cửa cho cô chú anh chị mình xem. Rồi, hẹn cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo của chú anh chị mình nha.